Thưa quý vị, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói công việc hàng ngày chính là nền tảng của thi đua. Tư tưởng, quan điểm và công tác chỉ đạo của Người về xây dựng, phát triển phong trào thi đua yêu nước luôn là một di sản quý báu, mãi còn nguyên giá trị đối với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Vâng, khắc ghi lời dạy của Bác trong suốt nhiều năm qua, Công an tỉnh Sơn La nói chung và Công an huyện Yên Châu nói riêng đã thấm nhuần và cụ thể hóa bằng những việc làm hành động thiết thực. Qua đó đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, hăng hái thi đua của mỗi cán bộ chiến sĩ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Phong trào thi đua học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy trong Công an Sơn La đã đạt được nhiều kết quả, tạo chuyển biến quan trọng từ nhận thức thành hành động trên các mặt công tác chiến đấu. Nhờ đó tình hình an ninh chính trị trên địa bàn luôn được giữ vững, ổn định. Huyện biên giới Yên Châu có vị trí đắc địa, giáp danh với nước bạn Lào, cùng tuyến đường quốc lộ 6 qua địa bàn. Để hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Công an huyện Yên Châu luôn khắc ghi 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, thường xuyên chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho mỗi cán bộ chiến sĩ trong đơn vị, nâng cao ý thức trách nhiệm trong mọi công việc được giao. Ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào thi đua Công an nhân dân học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân. Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh đã triển khai có bài bản, lộ trình, bước đi cụ thể trong toàn lực lượng và cụ thể hóa nội dung chỉ thị số 05 và 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân. Bên cạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, ở nhiều lĩnh vực khác, các cán bộ chiến sĩ Công an Yên Châu căng mình thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông, dù đêm ngày, mưa nắng, nóng bức hay giá rét, đã góp phần làm cho tình hình trật tự an toàn giao thông đi vào ổn định, nề nếp. Các đồng chí luôn là lực lượng tuyến đầu để giúp dân phòng chống bão lũ, thu hoạch hoa màu, nông sản, phòng chống dịch bệnh. Và trong niềm vui hân hoan của các lễ hội, lễ Tết, thì những nụ cười của các cán bộ chiến sĩ lại tỏa sáng cùng người dân, dù mồ hôi ướt đẫm, để bảo đảm tốt an ninh trật tự cho nhân dân tham gia các hoạt động vui vẻ, an toàn. Cũng như anh em đồng đội đồng chí luôn thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với lực lượng Công an nhân dân, dưới sự chỉ đạo xuyên suốt của Ban giám đốc Công an tỉnh, điều đó được thể hiện qua công việc, qua lối sống, qua tác phong giao tiếp với nhân dân, với đồng chí đồng đội và với trách nhiệm của công việc được giao, luôn khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân vì nhân dân phục vụ. Luôn đi sau đi sát với bà con nhân dân để tuyên truyền các buổi về pháp luật cũng như là tuyên truyền cho bà con về các lĩnh vực về phòng chống các tệ nạn xã hội, buôn bán, tàng trữ ma túy và vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Thấm nhuần lời dạy của Bác về việc gần dân, trọng dân, hàng ngày các cán bộ chiến sĩ Công an Yên Châu đều xuống địa bàn, gặp gỡ người dân, cùng bà con lao động sản xuất, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, đặc biệt là về các vấn đề an ninh xã hội trên địa bàn. Qua đó giúp các anh nắm chắc tình hình an ninh trật tự, có thêm nhiều thông tin hữu ích, phục vụ và thực tiễn công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Đi dân nhớ, ở dân thương, có thể nói các anh đã tạo nên luồng gió mới, góp phần mang đến những chuyển biến tích cực trong công tác bảo đảm an ninh trật tự tại huyện Yên Châu, được cấp ủy chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Đảng ủy Công an huyện Yên Châu đã làm tốt công tác tham mưu đối với cấp ủy chính quyền địa phương, phá được các cái chuyên án, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, đặc biệt là các xã vùng biên. Ngoài những vấn đề giữ vững an ninh trật tự thì phát triển kinh tế xã hội, chúng tôi cũng giao cho Đảng ủy Công an giúp đỡ một số xã và các bản gắn với các mô hình sản xuất, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Có thể khẳng định từ việc nhận thức đúng và vận dụng sáng tạo việc học tập và làm theo Bác, từ những việc làm cụ thể hàng ngày, các cán bộ chiến sĩ Công an Yên Châu nói riêng, cán bộ chiến sĩ Công an Sơn La nói chung đã đạt được những kết quả quan trọng, trở thành động lực thúc đẩy toàn lực lượng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.